một dòng sapphire nổi tiếng của Việt Nam mình đây anh em ạ. Trên tay mình đang là một viên sapphire buôn hồ với màu xanh lục đậm, hay còn gọi là màu dầu gió, màu xanh chuối. Đây là dòng sapphire hiếm có trên thế giới với tông màu xanh lục phớt vàng tự nhiên, lửa lanh, gọi là sapphire buôn hồ vì chúng được khai thác rầm rộ vào năm 2012 ở huyện Krông Lăng, tỉnh Đắk Lắk, sau đó được tập trung mua bán ở thị xã Buôn Hồ. Đặc điểm của sapphire buôn hồ là trong đá thường có chứa nhiều mây, cháo, nên khi mài cắt thường bị mất lửa và tối màu hơn. Hàng sapphire buôn hồ có một đặc điểm là không xử lý được, chỉ cần qua nhiệt nhẹ là nó đen thui luôn anh em ạ. Khoảng 10 năm trước khi sapphire buôn hồ rộ lên, các thương lái Đài Loan mò vô thu mua hết rồi mang về đốt cho hết mây cháo, nhưng rồi vứt đi hết. Giờ mà nghe đến sapphire buôn hồ là tụi đó chạy mất dép. Vì vậy, những viên sapphire buôn hồ sạch, sáng như tay mình đang cầm là rất hiếm. Không phải mọi viên đá quý đều đáp ứng được tiêu chuẩn để mài phết xép. Đặc trưng của kiểu mài này là tạo ra hiệu ứng ánh sáng lấp lánh, hay ta vẫn thường gọi là lửa, thông qua việc khúc xạ và phản xạ ánh sáng. Các bạn đừng nhầm lẫn giữa độ bóng loang loáng trên bề mặt các mặt cắt với độ lửa tỏa ra từ bên trong viên đá nhé. Mình thấy rất nhiều bạn bị nhầm lẫn giữa hai điều này. Viên sapphire buôn hồ mình đang cầm trên tay thuộc hàng khủng long bảo chúa, nặng đến 25 carat, đã được kiểm định tự nhiên thiên nhiên hoàn toàn, không qua xử lý. Viên này quá khó để quay, như những hình ảnh các bạn đang xem chỉ thể hiện được khoảng 60% vẻ đẹp và độ lửa của viên đá. Như mình chia sẻ ở trên, điều kiện để một viên sapphire được mài phết xép phải đảm bảo rất nhiều yếu tố. Vì vậy, chúng chỉ đạt trọng lượng một vài carat và giá trị rất cao, còn riêng viên này lên đến 25 carat. Ngày trước mình đã từng được xem một viên sapphire buôn hồ lên đến 53 carat trong một buổi giao dịch kín. Nhưng tại thời điểm hiện tại, như viên mình đang cầm trên tay cũng đã rất khủng và hiếm rồi các bạn ạ. Mọi người thử đoán xem giá trị của viên đá này là bao nhiêu nhé. Mình vừa chia sẻ với các bạn về một đặc sản của Việt Nam, sapphire buôn hồ với màu xanh lục phớt vàng đặc trưng, và một số kiến thức về những viên đá quý mài phết xép. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.